Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đã lâm sơn hoàng vũ a gmail com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938773799 và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang facebook chuyện ma vũ mộc của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc như lên trên đó mọi người vào đó để mình xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha à, và còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên nè thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha bởi vì um, mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy mình sẽ tự quy đổi ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ví dụ như những những người vô gia cư bạn, ha mọi người ha thành ra mọi người nhớ bấm đăng ký giúp mình rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment đã tập 1043 ngày hôm qua tập Ngày 10/3 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Nguyễn Ngọc Y. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha đó chính là bạn tên là Phú Huỳnh. Cảm ơn Phú Huỳnh rất là nhiều và cảm ơn uh, Nguyễn Ngọc Y rất rất là nhiều luôn ha. À, rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. <laughs> rồi thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn bạn này bạn xin giấu tên bạn gửi vào cái trang fanpage chuyện ma vũ mập của mình ha thì uh, bạn xin giấu tên như vậy bạn là con trai thành ra là mình xin phép mình lấy cái tên của ông Phú đi Phú Huỳnh hồi nãy mình có đọc bình luận á ha Ủa, mình mình có đọc tên đó ha rồi bây giờ là mình sẽ đặt tên Phú cho bạn này ha thì bạn Phú á, là bạn có kể về một cái câu chuyện nó cũng uh, cái câu chuyện ma nha nó vừa kinh dị mà nó cũng không có kém phần mà gọi là đau lòng đâu mọi người bạn Phú bạn kể thời điểm đó đó là bạn có làm ở trong một cái cửa hàng điện thoại mà bạn cũng xin chốt nói chung á tất cả những thông tin ở trên đây là bạn đều xin giấu tên giấu địa chỉ toàn bộ cả bởi vì đây là mỗi câu chuyện đau lòng lắm tới bây giờ đó khi mà người thân người nhà của cái cái người mà đã mất trong câu chuyện này khi mà họ nghe được họ rất là đau lòng thành ra là bạn xin giấu tên toàn bộ luôn ha thì cái cửa hàng điện thoại này nó nằm ở trên đường Trần Quang Khải quận nhất những người nào ở thành phố Hồ Chí Minh là sẽ biết con đường Trần Quang Khải là con đường bán điện thoại được rất là nhiều khi mà bạn mới vô đây làm bạn làm trong cái chỗ này thì trước đó là chưa từng có ma nha mà bởi vì câu chuyện này mà cái chỗ đó nó có ma luôn mọi người ha thì trước đó là chưa hề có ma mà đó là bạn ở bạn làm nói chung bạn làm được khoảng chừng ba bốn tháng thôi là bạn cũng là gọi là nhân viên gọi là thân thiết á thành ra có đôi khi mà bạn nói là là bạn tối bạn ghé bạn ngủ nói chung là chủ cả họ rất là tin tưởng à, nhân viên trong đây được cái lại trong đây là nguyên cả một cái chỗ này á, là y như một gia đình với nhau cả thành ra là từ chủ cả nhân viên rất là thân thiết với nhau đôi khi bạn ngủ lại đêm mà nó là không có ma gì không có ma cỏ gì cả thì rồi cái lúc đó đó là bạn có chơi thân nha bạn có chơi thân với một một bé kia thì mình xin đặt tên là tên ngọc đi mình kêu đại một cái tên thôi thì đạo tên ngọc mới chơi rất là thân với lại một cô bé kia là tên ngọc nhỏ hơn bạn tầm khoảng chừng cỡ hai ba tuổi gì đó sinh năm 1999 mọi người ha lúc đó thì hai người bạn cũng kiểu như là một người bán hàng hay nọ nọ kim chơi rất là thân với nhau thì rồi tới một cái đợt tết đó lúc này là hai kiểu như anh em với nhau là chơi rất là thân thiết rồi thì bắt đầu cái lúc đó đó thì cái bạn kia bạn ngọc kia mới nhờ nó ừ anh phú anh phú có gì anh đặt giùm em cái vé xe để em đi về quê tại vì bây giờ em bận rộn quá có gì anh đặt giùm em em chuyển tiền lại cho nó ừ nó là quê mày đâu rồi đặt từ đâu tới đâu mày nói tao để tao tao đặt xem thì bạn mới nói là quê của bạn á là ở đà lạt ha, quê của bạn ngọc kia là ở đà lạt thì lúc này bạn phú khi mà bạn lên trên mạng rồi bạn lên bạn chạy ra bến xe bạn hỏi lúc đó mọi người nên nhớ là khoảng cỡ chừng 22, 23 tết rồi thì khi mà ra mà hỏi vé xe là không còn vé nữa à, Mà ngay ngày 29 Tết là Ngọc rồi nó về quê à, Ra hỏi tùm đâm tùm la là không còn vé xe hoặc là có vé thì cái vé nó rất là mắc Nó mắc gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 10 lần những ngày bình thường Bắt đầu mới về mới nói với Ngọc thì Ngọc nó cũng suy nghĩ tới luôn đó Thôi chắc kỳ này em uh, ôm xe máy em chạy về quê luôn quá à thì bắt đầu là bạn lúc đó đó là bạn Phú là bạn cũng mới cản rồi mới kêu thôi trời ơi có gì đặt xe kể nó mắc mắc chút xíu mày đi xe máy rồi đèo điếc tùm lum tùm la đà lạt nó nguy hiểm à thì bạn này mới nói trời ơi người ta về quê đông gần chết đường đông nghịch rồi đâu có chạy lẹ đâu nó thành ra là không có gì nguy hiểm cả đó bắt đầu là cũng bình thường quyết định là như vậy ha <laughs> thì rồi, đến ngày 29 Tết lúc đó đó thì do là bạn Phú này là nhà ở Sài Gòn, thành ra là bạn không có về quê. Bạn cũng ở lại Sài Gòn thôi, tức là bạn còn ra, bạn còn uh, ràng đồ, bạn còn cất đồ lên cho con ấy mà. Đó đều cho Ngọc mà, bắt đầu là nó đi về quê cái lúc đó đó tầm khoảng chừng 2 3 giờ chiều nha. À 2 3 giờ chiều bắt đầu lên đường về. Bạn bạn Phú bạn nói không biết có phải là thần giao cách cảm hay không mà cái linh tính của bạn bạn đó làm sao á cứ khoảng cỡ một tiếng đồng hồ là bạn phú này gọi cho bà ngọc một lần mà mọi người nên hiểu là hai đứa này là nó không có quen biết nha không phải nó không có kiểu như là là tình duyên trai gái nha không có bồ bịch với nhau không có người yêu gì nha chỉ là bạn bè thân thuộc bình thường thôi anh em xã hội thôi cứ một tiếng là gọi bắt đầu là ngọc kia nó chửi luôn á trời ơi em đang chạy xe mà anh gọi hoài sao mà em bắt máy được rồi rồi em tới suối tiên rồi nè cứ tiếng đồng hồ sao cái ờ à, rồi rồi em em tới à, dầu dây rồi nè à, tiếng đồng hồ sao à, em em ờ à, cứ cái cái vậy em tới định quán rồi nè kiểu như vậy cứ tiếng đồng hồ là gọi lần tiếng đồng hồ là gọi lần như vậy đã thì khi mà gọi tới lần cuối cùng á mạng ngọc ấy là nó bực bội như vậy rồi thì bạn phú bạn không gọi nữa tới khoảng đâu cỡ chừng 8 giờ mấy tối bạn nói là tự nhiên trong bụng của bạn mà nó nóng rang nha nó nóng ra như lửa đốt bạn cứ linh tính làm sao bạn không có ngồi lúc đó 29 tết là cả nhà người ta thư giãn người ta đốt nhang chuẩn bị giao thừa này nọ ngày mai rồi đúng không mà cứ lạnh quanh trong nhà thôi, cái bốc máy gán bốc máy gọi cái nữa thì khi mà cái cuộc gọi là cuộc gọi cuối cùng nha mọi người nha gọi như vậy bắt đầu là vừa gọi cái thôi là ngọc rồi nó bắt máy liền nó bắt máy nó ừ em nghe nè em tới chân đèo bảo lộc rồi À, em tới cứ nghĩa là cuộc gọi trước đó là tới định quán những người nào đã từng đi đà lạt sẽ biết là tới định quán rồi à, như là đá ba chồng vậy đó, kiểu như vậy ha đó, cuộc gọi sau là tới chân đèo bảo lộc nó để em cúp máy để, để em chụp hình cho anh coi anh yên tâm đi đường người ta đông nghẹt hà không có gì hết trơn á không có sợ gì đâu đó thì vừa cướp máy xong, bắt đầu là bạn Ngọc khi bạn mới chụp một cái tấm hình gửi qua Facebook là bạn còn selfie, bạn còn cười, nè, còn đứng ngay chỗ chân đều Bảo Lộc như vậy, có cái bảng đều Bảo Lộc đó, mới gửi qua. À thì thấy đằng sau lưng thật sự là xe cộ rất là đông, cũng yên tâm chút xíu mọi người, sau đó cướp máy. Thì cái lúc đó đó, bạn Phú bạn nói nha, trong lòng của bạn nó cũng không có kiểu như là an tâm nữa, nó cứ nóng rang như lửa đốt như vậy. À, thì rồi cho tới tầm khoảng cỡ 11, 12 giờ đêm Cái lúc này điện thoại của bạn mới reo chuông lên Bắt máy lên Đó là số điện thoại của Ngọc Nhưng cái người trong máy thì lại là một người đàn ông à, Đây phải bạn hay là gì của người yêu gì hay là sao đó à, Của con bé này nó biết tới tên gì nữa nha Biển số xe vàng vàng vàng, nào đúng không Trời ơi, nghe tới đó thôi là bạn Phú bạn coi như là lũng bụng tay chân rồi nha nó dạ 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 có gì không anh bộ bạn em nó bị rớt điện thoại hả hay là nó bị bể bánh xe hả anh hay nó bị cái gì nói không cậu ơi bị tai nạn rồi rồi, 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 chết rồi cậu ơi cậu có biết số người thân gì cậu có gì cậu gọi giùm tôi đi ngang nó đang bị tai nạn ngay chỗ định quán nè cậu thì cái lúc đó mặc dù là khi nghe bạn mình chết là mình đã bủng rủng tay chân rồi nhưng mà mình vẫn mình mình mình, mình vẫn hiểu được là ủa Tại sao lại là định quán? Trong khi lúc 8 giờ mấy mình gọi nó hình như 7 giờ mấy 8 mấy là gọi nó ở định quán rồi. 9 giờ mình gọi 9 10 giờ thì mình gọi là tới bảo lộc rồi mà. Mà sao bây giờ nó lại bị tai nạn ở định quán là sao? đó thì tức thời lúc đó thì bạn này bạn cũng không có hỏi gì đâu dạ 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 rồi 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 để để có gì em 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 mấy cho anh máy thì cũng hỏi cũng, cũng gọi hỏi sếp này nọ đồ số điện thoại nọ đồ đó thì mới mới mới, mới gọi được nga bắt đầu là mới gọi được rồi bắt đầu tại vì xa quá mọi người nên thành ra là tất cả đều liên lạc qua điện thoại thôi và cái người kia họ đứng ra là họ giải quyết giùm ờ chút xíu gọi hai ba giờ đêm gọi ờ người nhà tới rồi à, ờ xe cấp cứu đưa nó về đà lạt rồi thôi rồi 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 thôi bây giờ tôi trả điện thoại lại cho bên người nhà nghe không có gì anh gọi anh nói hỏi thăm người nhà của ông Ngọc gì đi ngang cái tôi trời ơi tôi không biết Tết nhất tới nơi rồi đó thì bắt đầu là mới bàn giao điện thoại lại bạn này bạn cũng không đi đám ma được đâu mọi người tại vì trời Tết nhất mà mình nhà cửa mình lo rồi xe cộ sao mình đi được rồi xa xôi cách trở nữa à thì rồi cái câu chuyện đau lòng khi bạn Ngọc mất là như vậy mà một cái dấu chấm hỏi hỏi hoài luôn tại sao nó chạy tới bảo lộc rồi nó không chạy luôn mà nó lại quay ngược về định quán làm gì để cho nó bị tai nạn thì rồi, bạn này bạn cũng ăn Tết này nọ đồ xong thì vẫn chưa gặp bất kỳ một cái chuyện ma gì Và thời điểm đó ngay chỗ cửa hàng điện thoại của bạn Phú đang làm cũng chưa có xuất hiện chuyện ma luôn Và rồi đó, tới, tới cái thời điểm đó, tới bạn nói là bạn nhớ lúc đó là tới 26 tháng 1 âm lịch đó mọi người À 26 tháng 1 âm lịch đó là có phải là nếu mà tính bằng thất á, là có thể là thất thứ hai thất thứ ba ở thất thứ ba thất thứ tư gì của ngọc rồi thì lúc đó bắt đầu nguyên một đám mới nói với nhau tại vì ngay từ đầu mình nói là cái cửa hàng điện thoại này y sống chung với nhau làm việc với nhau y như gia đình Thành ra nguyên đám mới nói thôi bây giờ đó là xin chủ này nọ đồ chắc là sẽ cho nghỉ một ngày nhờ anh chủ anh đứng bán mình ảnh đi. Thì nguyên đám mình đó là tổng cộng là có bốn đứa. Thôi bây giờ là mình sẽ đi xe máy đó. À, mình sẽ đi xe máy mình sẽ chạy lên Đà Lạt mình cũng thăm thắp nhang thắp nhang cho Ngọc cái đi cũng tội nghiệp lắm. À, đi bắt đầu nguyên đám mới quyết định là đi như vậy thì khi mà chạy như vậy đó là lúc đó đó là mỗi một đứa một xe nha mọi người nha à, đi bốn chiếc xe khác nhau luôn tại vì có đứa bận công việc về này nói chung là mới đi mỗi đứa một xe ha thì khi mà chạy lên đó thì do đó là bạn bạn phú này là bạn nung nóng bạn muốn tới sớm sớm để bạn hấp nhang bạn gặp bức chi ảnh của ông ngọc thành ra là bạn chạy tốc độ nó cũng tương đối là nhanh nên khi mà bạn tới được định quán rồi đó thì bạn bạn nhìn lại phía sau rồi là bạn thấy là đồng đội mình nó mất tiêu rồi bốn đứa kia ba đứa kia mất tiêu rồi thì bạn móc điện thoại lên thì bạn mới biết là ba đứa kia nó còn chạy phía sau lưng bạn là nó còn cách bạn tới hơn 30 mươi cây số lận có nghĩa là tốc độ bạn chạy rất nhanh bạn đi qua mặt ba đứa kia rất là lâu rồi ba chục cây số rồi lúc đó thì bạn nói là cái giờ đó khoảng gần với bốn năm giờ chiều thôi đó thì bắt đầu là bạn nói ừ thôi bây giờ tao đang định quán nè tao đợi mày ở đây tao, tao đợi tụi mày ở đây thì lúc đó bạn cúp máy rồi tự nhiên bạn nói bạn bạn hơi nổi da gà nói ủa sao trùng hợp một cái là chiếc trời xua đất khiến sao là mình lại ghé ngay chỗ định quán này rồi bây giờ lúc đó bạn mới suy nghĩ trong đồng nói rồi bây giờ định quán á nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ à, bây giờ mình biết cái vụ tai nạn đó rồi con nhỏ này ngọc này nó mất ở đâu ta à thì ngay chỗ những cái hòn đá ba chồng này nọ được có một cái lúc đó là nó có một cái khu đô thị đó mọi người à, là kiểu như khu dân cư nhỏ nhỏ, nhỏ đó thì bạn cũng chạy tới chạy luôn bạn cũng hỏi người này người kia trong lúc chờ đợi tôi nói làm gì thì đi chờ hỏi người này người kia ơi là coi có vụ tai nạn này nọ nọ kia hôm thì ở đây người ta nói trời ơi một tháng hai tháng ở đây xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn tại vì cái khúc đó thì nhiều khi là xe bích, xe ben xe này xe nọ khỏi chạy rất là ẩu hình đó là tai nạn cái tuyến đường quốc lộ 20 nó nhiều dữ lắm mày hỏi bân quân vậy rồi làm sao mà tao biết được là biết uh, ai đứa nào là bạn mày đó thì bắt đầu là bạn cũng nghĩ nghĩ trong đầu nó thôi À, chắc kiếm không được thôi bây giờ để đợi tụi nó lên rồi tiếp tục quay về đà lạt chứ biết sao giờ thì bạn mới chạy đến một cái nơi đó một cái chỗ bạn không hề dự định trước cái làm lề đường chứ đó rồi mình cứ tấp vô mình đậu bên chiều bên lại bên bên chiều bên kia nha à, đậu ở đó bắt đầu là mình cũng cứ đợi đám kia tụi nó lên rồi mình đi theo thôi thì bạn đang đứng ở đó lúc đó là khoảng cỡ năm giờ rưỡi rồi năm giờ rưỡi chiều thì bạn đang đứng đứng ở đó thì bắt đầu là có một cái ông chú ổng mới đi lại ông kêu ê nhỏ nhỏ là mày nhìn mày biển số sài gòn mày lên đây bộ mày mới đi đà lạt về hả tại vì bạn đậu bên cái đường bên kia là cái hướng về từ đà lạt về sài gòn đó thì bắt đầu mà nói mày đi mới đà lạt về đó hả rồi mày đứng đây mà đợi ai vậy đó, thì bạn mới quay qua nói dạ chú không có con đi từ sài gòn con đi lên mà tại vì con đi hút đám bạn bây giờ con đứng bên đường bên này để con nhìn tôi nói cho nó dễ nè vậy hả vậy thôi mày chạy xích lên đây chút xíu đi chạy cách độ cỡ 100 trăm mét gì đi mày đậu mày đợi đi mày đừng đậu ở đây ủa sao chú bộ đây bến bãi xe ôm hay là gì bến xe bích gì hả sao con không được đậu ở đây trời ơi mày đậu ở đây nó hồi nữa mất công xe hàng xe ben nó lủi mày tới bây giờ đó cái chỗ này là linh thiên lắm mới độ đâu không tới tháng trước á là con nhỏ hình như là tao nghe đồn vòng vòng đây là nó bị ma dắt ma giết cái gì đó nó à, nghe kể đâu nó chạy đâu đi đi đi, đi lên đây rồi nó vòng vậy đây nó đi vòng vòng vậy rồi nó nó bị chiếc xe bồn gì đó rồi rồi cá nó chết đây cái từ rài ngang tới đây bây giờ nó ngang hình như là người nhà không có cúng kiến không có kêu nó về hay sao á nó còn lẫn quẩn ở đây trời ơi dân ở đây ta sợ muốn chết ha à? à, đi ngang đêm đêm đi ngang thấy rồi xe khách thấy rồi ha ai mà đậu đậu đây có đó cũng vậy gì đó chờ chờ bạn mày như 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 tự như mày nó chờ bạn như y chang mày đó đậu đậu hồi ngang xém bị xe tải quất mấy lần luôn thôi ghê lắm con ơi thôi thôi, thôi con xích lên đây chút xíu rồi khi mà cái ông đó một cái sự vô tình mọi người hiểu không khi mình đậu ở đó mình cũng không có chủ ý mà cái ông đó cũng không có quen biết mình không có biết cái gì hết mà bây giờ ông lại kể một câu chuyện mà hình như nhân vật chính là bạn ngọc bạn của bạn phú trời ơi, ta nói ngang nổi da gà hết trơn mọi người mà cảm thấy cảm giác được một cái sự linh thiêng đó ngang à, thì lúc đó bắt đầu là bạn này bạn mới bạn như là bạn mới nói lại với ông chú nó dạ dạ chú ơi hình như hả, cái việc mà chú mới, mới vừa kể cho con á là nhỏ bạn con á là hôm nay là tuổi con là 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 tính chạy lên trên đó để mà 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 cúng thất này nè thấp thấp nhang cho cho nó là nhỏ đó, nó tên là Ngọc thì vừa nói tới đó thôi ông kia, kia cái gì ghê vậy mày thôi mày nói tao mà trời trời chưa tối mà tao nổi da gà về về mày ơi Thôi, 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 thôi mày mày mày, mày, mày đứng đi đi nha thôi tao đi tao đi à có nghĩa là ổng cũng rất là sợ ma ổng ổng tốt bụng ổng thấy bạn này vậy vậy ổng lại ông nhắc mà ai về nhắc ngay câu chuyện như vậy ổng sợ quá ổng mới bỏ ông đi thì bạn Phú là bạn vẫn quyết định là bạn sẽ đậu ở đó chứ bạn không bao giờ đi tại vì bạn biết là ví dụ như là Ngọc nó có là hồn ma bóng quế nó có hại ai đi chăng nữa thì ít nhất mình là bạn của nó mà đúng không mình là bạn của nó thì chắc là nó sẽ không có hại mình Thật sự là như vậy bạn đậu đó khoảng ở chừng 20 phút, 30 phút gì đó Thì cái đám kia nó cũng chạy tới, bạn đứng bên đường bạn quắc qua Đó thì bắt đầu là bạn không có cho cái đám bạn kia qua nha Bắt đầu là bạn đề máy bạn đi chung luôn Đó thì vừa chạy tèn 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 Bạn vừa kể lại một câu chuyện mà nó linh thiêng như vậy cái lúc đó đó thì bạn chạy chậm rồi bạn không còn chạy nhanh nữa tại sao vậy bởi vì trong đầu của bạn bạn lay hoay ấy. cái vấn đề là tại sao bây giờ đó thứ nhất làm đã cũng đã giải đáp được một phần nào là cái việc á mà ngọc tại sao nó lên tới bảo lộc rồi mà nó lại mất ở định quán đó là bị mai dắt gì đó mà vẫn chưa biết mai dắt sao đâu chút xíu nữa mình nói rồi cái việc thứ hai nữa đó là biết được là cái vong của ngọc bây giờ nó chưa có về tới nhà mà nó vẫn còn loanh quanh lẫn quẩn này ở định quán thôi à, nhưng mà cái cuộc hẹn mình đi mình nó gọi gia đình mình hẹn mình lên mình hấp nhang rồi mình đâu có bỏ được thì cũng chạy lên trên đó rồi tới đó cũng vô thăm nhà mọi người nhà của bạn nhà của bạn ngọc là ở ngoài vùng ngoại ô của đà lạt tới đó cũng thấp nhang chia buồn này nọ nọ kia thì khi mà ngồi cũng bạn 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 phú là bạn không có chủ định bạn kể nhưng mà cái lúc đó đó thì ba mẹ của bạn ngọc á là cũng khóc cũng nói nói trời ơi sao mà ha? ví dụ như hả ngang mạng ngọc á mà thiệt á nó là con gái nó chạy xe ông đa nó đi từ từ sài gòn nó lên đà lạt vậy nó bị trục trặc nó bị tai nạn gì nó mất đi cô nói nghe cũng đau lòng cũng buồn đó nhưng mà cái này đó nghe cô nghe người ta đồn á, ngọc con gái cô á, nó bị mất á, là do hả ma quỷ âm binh quỷ sứ gì đó là dắt déo nhỏ gì đó trời ơi cô nghe sao mà cô tức ghê nơi luôn con ơi hai ba cái thất nay cô không ngủ được cô không biết làm sao bây giờ mà nhà cô á, thì nghèo quá cô không có tiền để mà đi thầy đi bùa này nọ nọ kia cô không biết làm sao giờ đó, thì lúc đó khi mà than thở như vậy rồi bạn Phú bạn mới hỏi kiểu như là mình hỏi tới tới nói ủa vậy là sao cô ai đồn mà sao ác mờ mát miệng vậy nó thì cái lúc đó khi mà xảy ra cái vụ vậy rồi đó thì con có gọi cho cô cô chạy xuống đó thì lúc đó rồi cô quýnh quán hết trơn vậy đó cô xuống cô kêu cấp cứu rồi nọ đồ chở xác lúc đó thì khi mà cô này cô kể lại là xác của bạn ngọc nguyên nguyên nha chỉ là té xuống rồi là do đập đầu mất máu nhiều mất thôi chứ không phải là là do mà bị kiểu như nát bét không có thì khi mà đang đợi cấp cứu như vậy thì có những người á, người ta đứng vòng vòng đó, người ta to nhỏ, người ta xì xầm, người ta nói. Người ta nói á, là cái lúc đó, mà khoảng tầm cỡ 6 giờ mấy 7 giờ là cũng là bạn Ngọc này thì bạn đã chạy đến định quán rồi đó bạn còn ghé là bạn còn mua cái gì rồi bạn còn nghe điện thoại lúc đó thì bạn mình nhớ mình ở đầu mình kể không bạn phú gọi điện cho ngọc rồi hỏi mày tới đâu tôi tới, tới định quán rồi đó kiểu vậy đó đó rồi sau đó đó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau tức có nghĩa là khoảng cỡ 7 giờ cỡ tới tám giờ mấy 9 giờ thì những người ở đó người ta lại để ý là bạn ngọc này nè đó tại vì cái dân đi phượt dân đi xa biết lắm đeo khẩu trang rồi mặc xe số xe biển biển xe biển số xe nọ đầm sao cứ chạy vòng vòng cái định quán á mọi người biết cái khu dân cư định quán nó cái chiều dài nó không có dài từ chỗ hòn đá ba chồng đến hết khu dân cư hình như mình nhớ là nó không tới một cây số đâu tại vì mình đi đà lạt cũng nhiều rồi cây cây mấy thôi trở lại thôi đó là bạn ngọc thì bạn không biết tại sao bạn bạn lên bạn lên tới bảo lộc rồi mà bạn cứ vòng về định quán này nha bạn cứ chạy tới chạy lui cứ vòng vòng trong đây vòng vòng trong đây như vậy nè đó thì người ta nhìn mà có thấy rồi một người gì sao nhỏ nãy lạ quá đó nhớ nhìn nó nhìn, nhìn giống như dân về quê nè sài gòn về quê đà lạt nè thì cũng đúng rồi nó ngang nó nhưng mà sao thấy nó cứ chạy vòng 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 đây hoài cho tới khi mà xảy ra tai nạn luôn à, chạy vòng vòng hoài không có ghé đâu hết trơn không có tấp vô đâu hết trơn mà cứ vòng 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 không biết bao nhiêu vòng cho tới khi người ta chú ý được rồi người ta dòm dòm nhớ này bị khùng hay gì nó kiếm người hay gì đó không biết nó kiếm ai mà đi vòng vòng đây cho tới khi mà một cái đùng một cái ấy, bắt đầu là xảy ra tai nạn người ta mới chạy tới đó khi mà xảy ra tai nạn người ta không có biết à người ta xảy ra tai nạn người ta tưởng người tai nạn như bình thường khi mà người ta kéo tới người ta mới nhìn ủa con nhỏ hồi nãy nó chạy vòng vòng là bây giờ nó bị xe đụng nên nó mất này nè à, thì bắt đầu người ta mới ráo nhau lên người ta đồn là bạn ngọc này bạn bị ma dắt ha à, bạn bị ma dắt đi vòng vòng mà họ bắt đầu là ma xô vô trong chiếc xe bồn mày nọ đồ là bị 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 cán rồi bị té đập đầu mày nọ đồ mất luôn ha đó là có là mọi người phải hiểu đây là một cái lời đồn thành ra đó là mẹ của bà ngọc nói trời đất ơi ai đó ác mờ mắt miệng đồn con của bác ừ là bị mai dắt vậy bác tức quá để bác kêu thầy bác làm rõ coi phải là con của bác bị mai dắt không nhưng mà bác không có tiền thành ra là bác làm không có được cái chuyện đó à ý cái cái ý, ý, ý câu chuyện đó là như vậy thì rồi cái lúc đó thì cũng bắt đầu là bạn phú bạn cũng thật sự là bạn cũng đâu có tiền mọi người bởi bạn, bạn cũng là sinh viên mà cũng đi làm mà cũng có tiền bạc gì đâu rồi cũng im 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 nó dạ cũng đồng cam kiểu như là cũng đồng cảm này nọ rồi thôi rồi sau bắt đầu là cũng uh, chia tay nhau để mà đi về thì khi mà đi về như vậy á là trong đầu của bạn phú là cũng có nghĩa là từ đà lạt luôn nha bạn về đến sài gòn là trong đầu bạn vẫn vơ cái chuyện của ngọc hoàng nào là bị ma dắt, nào là bây giờ còn xuất hiện cái đó để mà đẩy người này đẩy người kia, rồi nếu mà làm như vậy hoài, tại vì bạn này á là bạn theo đạo cao đài, à, mình nói mình bây giờ mình nói luôn là bạn này bạn này theo đạo cao đài chứ bạn không có theo đạo phật. đó thì trong cái đạo cao đài của bạn cái chuyện mà hồn ma vất vưởng mà kéo đẩy người này người kia đó là sẽ không có được đầu thai siêu thoát, là sẽ không có được này nọ nọ kia đâu. thành ra là từ Sài Gòn từ từ Đà Lạt về Sài Gòn bạn cứ nghĩ cái việc đó hoài. Thì không biết có phải là bạn suy nghĩ nhiều đến nổi như vậy hay không Mà bắt đầu khi bạn về đến cửa hàng điện thoại bạn làm ở đây Bắt đầu lúc này cái cửa hàng điện thoại này mới xuất hiện những cái câu chuyện ma Và những con ma đó là ai mọi người? Cũng là bạn Ngọc thôi Chứ cũng không ai xa lạ cả cái việc đầu tiên mà xảy ra trong cái cửa hàng điện thoại này á, là nói về một cái cô bé nhân viên khác tại vì lúc đó do có sự mất mát của bé ngọc thành ra là phải thuê một bé khác vào làm vừa là trong cái đài điện thoại là vừa là tư vấn điện thoại rồi sau đó mà người biết mà ai đi mua điện thoại biết ha mình muốn có mua ốp lưng hay là mình muốn dán cường lực hay là mình muốn gắn thẻ nhớ mình gắn sim gì đó là sẽ có những bạn nữ à bởi như bạn nữ ngồi sẽ là hỗ trợ mình sẽ ngồi có một cái bàn để mà bạn nói dán cường lực này nọ này nọ kia ha <laughs> thì rồi hôm đó lúc đó là khoảng đâu cỡ chừng khoảng cỡ một hai giờ trưa thôi thì giờ đó là đường khá là nắng cũng không ai vô mua đâu nguyên nguyên nhóm cũng đang lúc đó là cũng bốn năm người ngồi trong đó ngồi chơi chơi như vậy nè thì bắt đầu là mới nghe bé kia nó la lên à, bé mình không mình khỏi đặt tên tại vì cũng nhân nhật tiếng phụ rồi <laughs> thì đang ngồi bắt đầu nguyên bắt đầu bé này bé, mới la lên mới kêu nó, nó, ma 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 la ông sầm bắt đầu là bé mới bỏ cái bàn nó bé chạy đâu mà đường luôn đường trần văn khải quận nhất mười nó đẩy cái cửa kiến ra muốn bể cửa kiến nó bắt đầu chạy ra ngoài đứng khóc bù lu bù, bù loa ở đây đó thì lúc đó thì bạn cái bạn phú là bạn cũng thấy kỳ lạ rồi hai ba đứa cũng chạy nó em làm gì em gì đâu mà trưa trời trưa trật một hai giờ trưa mà mà em nói ma cỏ gì em không chạy em la âm sùm ở đây rồi lỡ khách khứa người ta chạy vô tôi thấy người ta la vậy rồi, 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 rồi sao tao vô mua rồi, em em bị gì vậy thì bắt đầu nhỏ kia đứng rồi đó nó vừa khóc nhưng mà nó vừa lấp bắp nó vừa kể lại nó anh nơi ghê quá à ha, em đang ngồi cái bàn của bạn này là cái bàn thu ngân cái ghế cái ghế thu ngân là cái ghế thu ngân là nó kế bên cái ghế mà ngồi dán những cái miếng cường lực luôn ai đã từng đi mua đồ trong uh, thế giới di động hay là cái này người sẽ biết ha nó có một cái quầy như vậy thu ngân rồi bắt đầu là phụ kiện rồi dán cường lực đó thì hai cái ghế là nó kế bên nhau thì cái bạn này là bạn ngồi trên cái ghế thu ngân bạn ngồi ghế nè còn cái ghế kế bên là cái ghế để mà dán cường lực thì bạn đang ngồi nhúc nhích nhúc nhích bạn ngồi chơi mà đâu có khách khứa gì đâu đang ngồi chơi chơi như vậy bắt đầu là bạn mới nghe bạn mới nghe cái tiếng mà cái ghế nó kiểu như cái ghế mà mà đẩy ra mọi người nghe là cái két, két à là nghe nhẹ nghe là cái két, két một cái thì bạn nghe cái tiếng như vậy nó ủa mình ngồi im mà trong cái phần trong cái dãy này là chỉ có một mình mình ngồi thôi ba bốn cái ghế kế bên hổng ai ngồi vậy ai kéo ghế thì bạn quay bạn dòm kế bên thì bạn thấy cái ghế kế bên mình là nó hơi có vẻ là nó hơi meo méo rồi tại vì không có ai ngồi mình phải đẩy ghế ngăn nắp vô bây giờ là cái ghế nó hơi kiểu như là hơi méo méo nó hơi sụp sịch chút xíu đó thì bạn cũng không để ý đâu bạn cũng nói nhiều khi mình bị hoa mắt hay là cái gì mình bị lãng tai mình nghe lộn rồi cũng cầm điện thoại cũng lướt facebook này nọ đồ khoảng đâu chừng cỡ hai ba phút sau các bạn nghe cái két, két cái nữa thì bạn dòm quá thì lúc này là cái ghế nó làm nó nó là, là méo gọi là méo sẹo luôn rồi đó cái ghế nó méo sẹo luôn rồi nha để bắt đầu bạn cũng hơi ớn rồi tại vì hồi nãy giờ những người nào mà muốn vô kéo cái ghế đó là phải đi qua bạn bạn ngồi cái chỗ đầu bàn mà ai muốn vô đó là phải qua chỗ của bạn mới vô được cái chỗ đó mà hồi nãy giờ nhìn ra thì ông Phú rồi ông này ông kia đồ đang ngồi bấm điện thoại chơi chơi người đứng ngoài cửa không ai làm gì chứ đó thì bắt đầu là bạn cũng để bắt đầu bạn cũng thấy cũng kỳ kỳ nha bắt đầu bạn cũng ngồi ngồi bạn cũng bấm bấm điện thoại mẩn mắt bạn cứ liếc liếc qua cái ghế nè nó cứ bấm bấm mẩn mắt cứ liếc 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 qua cái ghế trời ơi thì lúc này bạn này bạn nói nha bạn đang chỉ như là bạn đang trong cái tư thế phòng thủ mà mình để ý vô cái ghế mà thì bạn đang bấm bấm bạn liếc 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 một hồi bạn thấy cái ghế nó tự di chuyển mọi người đó thấy rõ ràng là cái ghế nó nghe kí 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 cái cái ghế nó quay 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 từ từ giống như là cái cách mà một người nào đó họ muốn bước vào đó họ ngồi họ phải đẩy cái ghế qua rồi họ mới đưa cái người họ vô họ mới đẩy cái ghế lại đó mọi người tưởng tượng không là cái ghế nó tự nó lùi trở ra xong nó lùi trở vô vậy nè giống như là có ai đẩy ghế ra để mà ngồi xuống vậy đó là bà này bà thấy tới đó là bà đứng, mà đứng mà dậy, lên bà dậy dựng lên bà la um sùm bà chạy ra đường, mà đường bà la khi mà kể lại câu chuyện như vậy nó thôi em ơi bây giờ làm gì làm em cũng phải đi vô đi chứ trời ơi chỗ này nó khách cứa đường xá ta đông đúc đường trần quang khải quận nhất đông lắm mọi người rồi em đứng em la một hồi nữa mất khách chết luôn đó thì đi vô trong bắt đầu là nguyên một nhóm nói, thôi bây giờ là coi thử camera tại vì á cái bạn mới vô là bạn không hề biết đến câu chuyện của bạn ngọc nguyên nguyên một nhóm không, ai, không ai kể lại đâu thì cái lúc đó cái nhóm mà cũ á bạn của ngọc á bắt đầu nhìn nhau là nguyên đám mà nói với nhau thôi chắc có thể là ngọc là bởi vì cái ghế đó là cái ghế mà lúc mà Ngọc còn sống hay ngồi Ngọc là cái người vừa bán hàng vừa tư vấn mà vừa kim luôn dán cường lực này nọ luôn tại vì tai phụ nữ khéo léo mọi người dán này nọ đồ luôn thì nguyên đám khi mà coi camera là trời ơi thật sự lúc đó đó bạn nói là do cái ông chủ ông không có cho lấy hết. bạn cũng rất là muốn bạn lấy tại vì câu chuyện nó mới xảy ra gần đây thôi vài năm nay thôi bạn muốn trích dẫn cái file đó ra để bạn gửi qua cho mình để mình kiểu như mình ghép vô luôn mà bạn nói là lúc đó là chủ không có cho Tại vì trong cái camera nó còn thể hiện được cái cửa hàng điện thoại tên gì này nọ nọ kia Đưa lên vậy là ông chủ phá sản sao Ông không có cho Đó là nguyên mà lúc đó là nguyên một nhóm là thấy rõ ràng Đó là bà này bà ngồi kế bên như vậy tự nhiên thấy chừng khoảng cỡ 5 phút cái ghế nó nhúc nhích nhẹ một cái à, Bắt đầu chừng 2-3 phút sau cái ghế nó nhúc nhích nhẹ một cái nữa Mà cái cảnh nó ghê lắm mà ngồi trời ơi nó còn ghê hơn là coi phim ma nữa nha mà. Chứ không phải giỡn đâu nha Đó thì tới khi mà đỉnh điểm nhất là thấy rõ ràng là cái ghế nó tự nó kéo ra nó kéo ra xong bắt đầu nó kéo ngược vô lại camera này thì nó không có thu âm thanh chỉ thấy hình ảnh thôi là cái 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 ghế nó kéo ra xong nó kéo trở vô là bắt đầu bà này bắt nhảy dựng bắt chạy ra như vậy luôn đó thì lúc này bắt đầu là nguyên một nhóm không còn chối cãi gì nữa và nguyên một nhóm cũng khẳng định luôn có thể là không phải là có thể đâu mà chắc chắn rằng đó là cái vong linh của ngọc tại vì từ trước nguyên đám làm đây mấy năm trời không ai gặp mai gặp cỏ gì hết trơn á mà bây giờ sao vụ ngọc thì lại xảy ra cái chuyện đó mà lại đúng trên cái ghế mà ngọc hay ngồi nữa thì còn chạy đâu chắc có thể là ngọc rồi đó thì bắt đầu là bạn kia bạn nhảy dựng á bạn đòi nghỉ đó nghe thì nguyên đám mới ngồi kể lại câu chuyện của ngọc nó ừ chắc ngọc nó về ngọc nó tội nghiệp dày dày nè nó về quê ăn tết nó bị dày dày nè đó thì bạn kia bạn mới cảm thông bắt đầu là cũng chấp nhận ở lại làm đó rồi là vấn đề đầu tiên trong cửa hàng điện thoại này nha Sau đó Bắt đầu tới cái anh mà kiểu như anh làm kho mọi người thì uh, bạn 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 phú này bạn cũng mới nói thì không biết những cửa hàng điện thoại khác thì sao nhưng mà do là đây là những cái thiết bị điện tử nên thành ra ở trong kho là cái kho đó rất là nhỏ trời ơi ví dụ như là mình nói là 100 cái điện thoại đi là nó chỉ có mấy thùng nha à? mấy thùng chặt tông nhỏ xíu cái kho nhỏ xíu như vậy nè đó mà mà chất đồ cục sạc rồi tay nghe nội đồ nó lĩnh khỉnh hết trơn á và nó nhiều dữ lắm nên mỗi khi đó mà có khách tới họ yêu cầu ờ à, anh muốn lấy cái điện thoại này mà điện thoại này hiện nó đang trong kho đó thì cái bạn mà vô kho lục thường á là lấy khá là lâu cũng phải mất tầm khoảng cả là 5 tới bảy phút Tại vì vô đó mình lục ví dụ như ờ ừ, là cái này 10 cái này là 260 g, cái kia là 512 g đó là kiểu như là nó nhiều cái 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 ấy đó mọi người. Đó, thì cái bạn thủ kho cái hôm đó là có khách nha mọi người nha, hôm đó là khách đông nữa nha. Khách đông nữa nha. Đang ngồi lựa lưỡi và bắt đầu là ừ bạn Phú mới kêu nó ê ê, ê ê quan quan mình kêu đại cái tên mày vô kho mày lấy giùm tao cái uh, iPhone 6 năm 12 g mà lấy ví dụ vậy đi. Đã, rồi, rồi 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 bắt đầu đi vô thì đang đứng nói, ừ anh anh đợi chút xíu để bạn nó vô kho lấy đang đứng nói chuyện với khách họ tự nhiên không nghe ở trong kho <laughs> thằng quang nó la là một người mà ở trong kho nó nhỏ mà nó vang vọng qua nó la um sùm trời đất nhưng mà la đúng tên không phải là la ma 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 đâu mà la vậy nè Ê Ngọc ơi Ngọc ơi Mày tha tao Ngọc ơi mày tha Tao đâu có làm gì mày ơi Ngọc ơi Ngọc ơi Mày đừng có hù tao Vừa la mà vừa chạy ra mà còn trên tay còn cầm cái điện thoại mà đang lấy cho khách hàng nữa nha mà chạy mà kiểu như là là sợ nhưng mà không quên nhiệm vụ á mới đầu mới tóc mới chạy ra mà vừa chạy mà mặt miếu máu mà, ngọc, ơi, ngọc ơi ngọc ơi mày đừng hù tao ngọc ơi chạy cái dù ra ngoài vậy đó trời ra ngoài đây ta nói nghe nguyên một cái cái cửa hàng điện thoại ta nói im lặng hết trơn luôn khách khứa nọ rồi ta giao nháo ta dòm dòm vụ gì vậy đó thì cái lúc đó tự nhiên bắt, lúc đó lúc đó là bạn quan bạn bạn sợ rồi bắt đầu là phú đó đây mày đưa điện thoại đi, đây giỡn hoài suốt ngày này giỡn hoài thôi thôi đi đi, 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 đi ra ngoài đi đó là quang mới lủi thủi lủi thủi mới đi đâu ngoài đó rồi đây bắt đầu là cũng chữa ngượng rồi cũng hư à, trời ơi thằng bạn nó bị vậy đó nó hay giỡn lắm mình ơi không có gì đâu đó, tại vì rất là hên lúc đó là bạn phú bạn nói là hên là quan quang nó không có la ma đó nó chỉ là hơi ngọc ơi ngọc ơi mà đừng giỡn mà đừng tha tao mày đừng tha tao ơi đừng, tao sợ lắm tao sợ lắm thì ý là không có chữ ma trong đó nên cũng không sao nè cái rồi sau đó bán buôn hồi tới khoảng cỡ chừng tiếng mấy sao khách nó vắng vắng á à, bắt đầu là mới kêu ông quan như là từ đầu tới đuôi là ông quan nó đang nó ngồi chung với ông bảo vệ không không dám vô mà bắt đầu mới kêu nó vô kể lại thì ông quan nó nói lúc mà đi vô trong kho cũng bật cái đèn lên rồi nhưng mà do là Nôm na là có bật đèn cũng như không mà là bạn quan là bạn phải dùng một cái điện thoại bạn mở cái đèn flash lên để bạn kiếm ừ là cái iPhone này năm mười hai bạn lục 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 trên cái kệ như vậy nè thì bạn đang lúc đang đứng bằng lục lục trên cái kệ như vậy đó thì bạn cũng nghe hình như là đằng sau lưng mình cũng có người vô kho luôn mà để lục này lục nọ luôn cũng nghe cái tiếng rọt rẹt rọc rạch rồi cạch 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 này cũng như lục lấy thẻ nhớ lấy tay nghe hay lấy cái gì đó À, thì bắt đầu là bạn quan bạn cũng nói là trời cái kho nhỏ xíu mà chen chút vô đây chi cho hai ba đứa nó chật nứt lấy cái gì thôi kêu mình mình lấy luôn cho kiểu vậy đúng không đó thì bạn tính quay bạn nói vậy nó kêu rồi thôi lấy gì để tao lấy tao ghi sổ tao biết mày ơi mày vô mày lấy hả mà con không biết thì bạn mới vừa quay ra đằng sau đó bạn quan bạn thấy rõ ràng là ngọc mà anh Quang ấy nói trời ơi không biết lúc mà Ngọc còn sống mình đâu có giỡn hết Mình đâu có chọc nó nhiều đâu mà sao mà nó hiện vậy nó chọc mình ghê quá Quang nói là Ngọc nó hiện về không biết là cái cảnh xe đụng đụng sao bây giờ chắc là nó hiện về y chang như vậy đầu cổ ta nói ngang máu me không nguyên cái bộ đồ mà máu nó tèm lem hết trơn mà đứng ngay sau lưng Quang luôn cái kho nó chật mình xin nhắc lại là cái kho nó chật dữ lắm nên thành ra là người này đứng kế người kia là nó nó xích lịch vô nhau như vậy đó cách nhau không tới nửa mét nữa đó là bây giờ bạn Quang mà thấy Ngọc đứng kế bên mình nửa mét luôn ngang mà đứng sát vô tường đó mà kiểu như cũng cúi cúi cái đầu mà cái mặt buồn lắm quan nó nhìn thì ghê như vậy đó nhưng mà kiểu nhớ kỹ lại thì thấy tội nghiệp chứ mặt buồn hiu không khum mà không có nhìn vô mặt quan mà nhìn dưới chân như vậy là kiểu như đứng như nè mặt mặt cúi xuống mặt mắt nhìn nhìn đâu dưới chân như vậy đó ngang mặt mài máu me quần áo rách rưới tèm lem máu me hết mà đứng ngay chăng như vậy Đó trời ơi ông quan ông vừa thấy vậy bắt đầu là lúc đó rất là may là cũng đã tìm được cái điện thoại rồi đó đó là tay phải cầm tay của khách rồi tay phải cầm máy của khách tay trái cầm máy của mình là bắt đầu hai tay bắt đầu chạy ra là vừa chạy vừa la ơi ngọc ơi đừng hù tao tao sợ ngọc ơi đừng hù tao à thì khi mà nghe được câu chuyện như vậy bắt đầu là nguyên một nhóm bắt đầu sợ nha bắt đầu sau cái vụ mà mình nhỏ nhỏ ký toán này nọ rồi bắt đầu tới ông quan này nọ rồi bắt đầu sợ à đó cái gì kỳ vậy ta Trời ơi, lúc sinh thời mà Ngọc nó còn làm ở đây mình đối xử với nó cũng đâu tệ bạc đâu, vui vẻ như gia đình với nhau. Mà sao tự nhiên bây giờ nó mất rồi nó hiện về như vậy mà máu me gân guốc này nọ đồ mà ghê quá. À mà quan trọng cái là như vậy nè mọi người. Cái lúc đó cũng lên camera coi lại tại vì cái kho điện thoại là cũng gắn camera mà. Thì camera mà dạng như là camera ban đêm đó mà nhìn trắng đen rồi đó. Thành ra khi mà coi lại camera không thấy. Ha, cái điều nó kỳ lạ như vậy nha, không thấy nhưng có thấy một cái chỗ như vậy nè à mọi người có nhớ hồi nãy mình nói là lý do tại sao ông quan này ông quay lại ông dòm là bởi vì ông nghe cái tiếng rọc rạch cọc cạch lạch cạch là cái tiếng giống như ai đó đang lục đồ để mà lấy đồ trong kho đó thì bây giờ cái camera nó không có quay được cận cảnh là ngọc đứng hồn quan nhưng quay được á, là giống thật sự là giống như là có ai đó đang lục một người tàn hình người ta đang lục thấy rõ ràng cái cái rổ nó nhích tới những cái rổ mà để ba cái dây sạc này nọ rồi đó mọi người ha thấy cái rổ nó nhúc nhích tới luôn rồi ba cái tay nghe nó kiểu như là nó nó lắc qua lắc lại giống như ai mà đang lục 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 đồ như vậy nè à. rồi sau đó khi mà thấy đang thấy lục đồ như vậy độ khoảng chừng cỡ 5 giây sau là thấy bắt đầu thấy thằng quang nó la làng la là sớm nó cầm hai tay hai máy nó chạy ra như vậy đó mặc dù không thấy được hình ảnh của ngọc nhưng thấy được cái những cái cử động của đồ vật như vậy là biết thật sự là ông quan nó kể thiệt à, lúc đó tại vì đó là chủ người ta yêu cầu nó coi lại camera có phải thiệt không nhiều khi ông quan này nó chế cháo chuyện này nọ rồi để mà nó 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 quậy pháp đó thì lúc đó đều tin là ông quan thấy thiệt mọi người rồi cả nhóm cũng lo cũng kêu cái người chủ đó cúng ông chủ đó ông cũng rất là thương ngọc ông cũng cúng nguyên nhóm là tối bắt đầu là cả chín mười giờ đóng cửa nọ đầu nguyên đám cúng gì đó mà nói Nói thôi, thôi ngọc ơi mày sống khôn thác thiên mày về ngoại đi tại vì ở ngoại lúc đó là mộ của ngọc thì nguyên nhóm cũng đã từng ra mộ Thấy mộ cũng được sửa cũng cất đẹp cũng đẹp lắm với là mới nói rồi thôi mồ mã mày ngoài đó cũng đẹp mày ở đà lạt mà ngoài đó mát mẻ mày tự nhiên mày kiểu như nói cà rỡn đó mọi người mày vô trong đây ăn chi cho nóng nực rồi mày hù người này người kia mất công quá hà đó thôi thôi mày đừng vô đây nữa nghe đó cũng thấp nhang lên cũng cúng đồ ăn cũng ngon heo quay vịt quay bánh bao này nọ đồ mọi người cũng được lắm đã rồi bắt đầu cúng lên như vậy sau đó sự việc nó vẫn chưa kết thúc mọi người thì uh, tới khoảng độ bạn tại vì bạn bạn sống thì bạn bạn làm việc theo cái lịch dương thành ra là bạn cũng không có nhớ rõ nhưng mà lúc đó thì bạn nói là cũng khoảng khoảng là giữa tháng 3 thì nếu như gọi là âm lịch thì chắc là khoảng cũng giữa tháng 2 mọi người là, là, là sau tết đó thì uh, bạn nói là cái hôm đó thì bạn nói tự nhiên không bạn cũng đi làm này nọ đồ bình thường không có nhậu nhẹt hết mà sau bữa đó bạn cảm thấy là người bạn nó, nó mệt mỏi nó mệt mỏi mà hai cái vai bạn nó nặng trì như vậy bạn vô bạn làm mới có một buổi sáng nè à. tới đâu khoảng cỡ 10 giờ không trong chỗ làm của bạn là không có giờ nghỉ trưa nha bạn tới làm trễ lắm khoảng cỡ 9 giờ bạn mới vô bạn làm cửa hàng điện thoại di động đâu ai mở sớm đâu đó là bạn làm cho tới chiều bạn về luôn không có giờ nghỉ trưa mà sao bữa đó bạn mới làm có đâu chừng như hai tiếng mấy à. 11 giờ mấy, 12 giờ tự nhiên bạn mệt mỏi quể quải quá Thì bạn mới kêu thôi mấy đứa bạn có gì vây coi vây giùm tao nha Để tao vô trong phòng tao ngủ lúc đó là có một cái phòng nho nhỏ để mà có ai nghỉ trưa đó Bệnh sốt gì nghỉ Thì bạn mới đi vô trong căn phòng đó Bắt đầu là bạn mới nằm nghỉ bạn đó bạn đang nằm ngủ nằm không có ngủ được đâu nằm như vậy thôi mệt mỏi nằm nghỉ ngơi như vậy thì bạn cũng nằm để gác tay anh chán đó kỳ ta hôm nay biết sao mình bệnh để gì mệt mỏi thì đang nằm như vậy nè bạn nghe rõ ràng trong lỗ tai của bạn hai chữ thôi anh ơi à không hề kêu tên bạn không hề nói cái gì hết mà anh ơi đang nằm nghe mà nghe ba lần lặp lại anh ơi anh ơi anh ơi đó mới kêu mà mọi người biết mà cái tiếng ai kêu mình mà kêu ba lần có nghĩa là chuyện gấp lắm thì họ mới kêu thì bạn mới bật dậy liền bạn nói cái gì đâu mới vừa nhờ tụi nó uh, coi giùm mình chút xíu mà không biết nhỏ nào đứng dưới kêu mình xuống bộ khách người ta cần mình hay gì bạn cũng lật đật đi xuống mà khi bạn đi xuống bạn thấy là dưới cửa hàng có ai lúc đó 11, 12 trưa ai đi mua điện thoại trời trời nắng chết đó là kiếm giờ không có ai hết trơn mà nói ủa nãy đứa nào lên kêu không hỏng đứa nào kêu hơi nghi nghi trong bụng nha hơi nghi trong dạ rồi thôi cũng đi lên đi lên cũng nằm trên cũng nằm nhắm mắt để đó chứ không ngủ nghe cái gì đó 15 20 phút sau nghe nữa mà lần này làm nó kéo dài hơn giống như là cái giọng nó đãi hơn hồi nãy là anh ơi anh ơi anh ơi còn bây giờ là anh ơi anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Thì khi mà đãi dài ra như vậy Mình nhận ra được liền Bạn Phú này bạn nhận ra được liền Rồi giọng của Ngọc Nổi da gà hết trơn mọi người Nổi da gà bắt đầu là bạn bật Bạn ngồi vậy liền Có nghĩa là bạn nói là do là bạn bên đạo cao đài Từ nhỏ lớn là bạn theo chân mẹ quê bạn ở Tây Ninh mà Đã Tây Ninh là là, là, là giống như là đạo cao đài Là rất là nhiều luôn mọi người ha Nên từ nhỏ bạn đã đi Bạn đã được ba mẹ chỉ dạy sao sao Vô thánh thất sao sao ma cỏ sao sao thì bạn nghe bạn biết là, là con ngọc bạn mình ma cỏ vậy vậy là bạn bật bạn ngồi vậy bắt đầu là bạn bắt ấn bạn để tay bạn ngồi thiền bắt đầu là bạn bạn đọc những cái câu kinh câu chú bên bên đạo cao đài liền không phải là nam mô như đà phật cho mọi người nha một cái câu bên đạo cao đài là câu hoàn toàn khác thì bạn đọc xong cái câu đó cái tự nhiên mà nói là đọc xong rồi bắt đầu là bạn mới vững dạ rồi bắt đầu bạn mới buông ra bạn đọc xong cái câu hiệu đó rồi đó bắt đầu là bạn mới buông cái thắt và bạn, bạn buông cái bắt ấn ra bắt đầu là bạn mới nói, nói cái gì vậy ngọc bạn nói gì đó giống như là mình kiểu như mình trách mắng mà mình trách mắng kiểu như là 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 nhẹ 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 lời đó cái gì vậy không trời ơi mày hù chọc người này hù chọc người kia hoài tao đây tao có làm gì mày đâu mà mày hù chọc tao hoài vậy để mấy đứa lên mày đưa mới vô nó nó, nó nó sợ kìa thấy không thôi đi về đi về nhà đi về nhà mày đi về mồ về má mày đi về gia đình đi đừng có ở đây quậy phá nữa đó là nói như vậy không có dám nói lớn mà kiểu như vừa trách mắng mà vừa gán hạ tông giọng xuống như vậy cái sau đó bạn linh tính làm sao cái bắt đầu là bạn mới móc cái điện thoại ra à bạn không phải là bạn nói là bạn tính mét mẹ của ngọc đâu mà bởi như là bạn muốn chia sẻ rồi thôi giống như muốn kể lại mới móc điện thoại ra mới tính ờ ừ, là tính ờ bác ơi ngọc hiện về hoài ở dưới đó bác có cúng kiến gì không mà sao ngọc lên nó, nó hiện trên cửa hàng điện thoại vậy vậy là tính trong đầu là nói nghe nhưng mà vừa bắt máy lên bắt đầu là bạn mới nghe bên kia à, 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 Bác nghe nè con rồi nghe bên kia gì tiếng 1, hai ba vô rồi Tiếng rồi bắt đầu tiếng tụng kinh, nam mô, di đà phật rồi tiếng vô bia, nhậu nhẹt gì tùm lum -tùm, tùm la Bác bắt đầu ờ dạ dạ bác, ủa bác bên đó có đi bác đang đi tiệc hả? Thôi đã có gì chiều con gọi sao không, bác không? Tiệc tùng gì con ơi? nay bốn chín ngày của ngọc bác có, bà con người nọ đồ người ta có tới tại vì người ta biết chuyện ngọc đau thương đau thương như vậy đó thì người ta cũng có tới như vậy chia buồn với bác chứ đám tiệc gì giờ này con trời tự nhiên bác nói bạn đơ người luôn bạn tự nhiên bạn bạn tất cả những gì mà bạn muốn kể ra tự nhiên bạn quên hết sạch luôn dạ 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 rồi dạ dạ bác vậy thôi dạ cúp cái rụp cúp máy ngang xương luôn chưa kịp trao gửi nữa vậy thôi rồi bác ơi con gửi lời thăm này nó không có nói gì chứ rồi cái tóc cái rập đó rồi ngồi bần thần đó trời ơi thì ra là 49 ngày của bà 49 ngày của bà bả hiện về bà ghẹo mình này nọ Ủa mà ghẹo ghẹo sao tự nhiên kêu anh ơi anh ơi sao nó thảm thiết dữ vậy À thôi cũng ra rửa mặt này nọ cũng xuống đi làm cũng ngồi cũng buồn đó trời ơi 49 ngày mình không biết trước thôi chắc xin nghỉ mình chạy xuống mình tham dự 49 ngày của nó Dù sao hai anh em cũng thân thiết Nhưng mà thôi bây giờ lỡ rồi trễ rồi sao giờ đúng không Đà Lạt lận cũng làm cho tới chiều tối cũng xách xe về cũng đi ra đi chơi với bạn bè chút đỉnh tối về ngủ ha rồi thì tối hôm đó bạn nằm một cái giấc chim bao bạn nói bạn về với một cái cơ thể nó cũng đã mệt sẵn rồi bây giờ nó còn mệt thêm bạn về bạn nằm trong phòng chút xíu bạn cũng ngủ thì cái lúc bạn ngủ bạn gặp trong giấc chim bao á là bạn thấy bạn đang đứng ở định quán mọi người cái khúc đó là bạn nói là bạn đứng ngay chỗ mà trong cái trung tâm cái chỗ mà khu dân cư định quán mà bạn nhìn phía xa xa bạn còn thấy được cái hòn đá ba chồng định quán á hòn đá mà nó lúa tới mùa đường những người nào đi đà lạt chắc chắn là phải biết rồi mình không cần phải nói nhiều đó là đúng cái chỗ mà ngọc nó đã bị tai nạn nó mất nhưng mà bạn nói là bạn nhìn nó xa lạ là bởi vì lúc đó bạn đứng buổi tối bạn nhìn xung quanh nó cảnh vật nó tối thui mà sao không thấy có người ngợm gì đi tới lớp giấc mơ mà giấc mơ là ngọc nó tạo ra nó muốn tạo kiểu nào nó tạo nó thấy đường xá vậy đó chứ không có người nó ghế đá xe cộ gì đó chứ không thấy người ta nó kỳ cục lạ đời lắm cứ đứng đó hồi cái bắt đầu bạn quay qua quay lại là bạn thấy nè đó bạn thấy là ngọc nó phía từ xa là đứng mặt y gan cái bộ đồ mà lúc đó mà đi về quê luôn đó coi như là ở trên đây là ba má cúng cái gì là dưới đây nhận không có được thành ra là mặt đúng y chang bộ đồ là lúc chết sao mặt y chang vậy đó à mới đi gần 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 lại là bạn biết rồi bạn sợ bạn lùi 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 lại mấy cái là bạn cũng đọc những cái cái câu những cái câu uh, câu kinh câu chú bên đạo câu đài mà nó không có tác dụng luôn à thì lúc đó khi mà ngọc nó đứng ngay chỗ rồi đứng xa xa cách cũng phải là cũng vài mét đó đứng như nó bắt đầu là ngọc nó mới nói mà nói rất là nhiều nha nói mà rõ ràng rành bạch mà nói nhiều lắm thôi anh đừng đọc chi nữa em đâu làm gì anh đâu mà anh đọc vậy làm chi em bên đạo phật mà à mới nói một câu như em bên đạo phật mà đó thì mình đã từng nói rồi ma đạo nào sợ đạo đó mọi người ha mình đừng hiểu vấn đề ha cái bắt đầu là khi mà nghe như vậy xong cái quế quê luôn rồi xong mình đọc như nó cũng có tác dụng cái bạn cũng mi 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 hồi cái bắt đầu là người đó mới nói anh ơi thôi anh giúp em được không bắt đầu bạn này bạn nói giúp giúp gì giúp gì cưng đó, tại vì còn sống kia bằng anh em Giúp, giúp gì cưng ơi, sao cưng không đi về nhà đi cưng, sao không về nhà đi, hôm nay 49 ngày của cưng mà, cưng về với uh, ba mẹ bữa cuối đi cưng, tự nhiên cưng uh, gặp anh làm gì. Em về đâu có được đâu anh, em về đâu có được đâu anh. đã nói một câu như vậy, lặp lại hai lần và sau đó, bạn này giật mình tỉnh giấc mọi người đó là coi như là không còn thêm ừ, là tại sao em không được về anh ơi giúp em cái này giúp em không có không có nói thêm cái gì nữa chứ tự nhiên nói ngang xương anh ơi em đâu có về được đâu anh em đâu có về được đâu anh là giật mình tính nhất luôn giật mình đúng đó bạn bạn phú bạn nói là bạn giật mình tính nhất mà bạn bạn bạn, bạn hoàng vô cùng nó ủa rồi ủa vậy thôi đó hả rồi, rồi sao nó không nhắn gửi gì mình rồi nó nhờ mình giúp là giúp cái gì nó nói với mình vậy thôi mà giúp gì đâu đó mà lúc đó là cũng nửa đêm bạn nằm bạn trằn trọc hoài bạn không hiểu nó sao nhỏ này nó kỳ trời nó lỡ nó hiện dễ gặp được mình thôi nói mẹ vậy nói đi đúng không nhắn gì nhờ gì nhờ mẹ nhờ đi sao không nói rõ ràng rành bạch mà nửa chừng cái biến mất tiêu đó thì cho tới sáng hôm sau cũng đi làm mày nó cũng kể lại cho người này người kia nghe bắt đầu mới ngồi mới phân tích mà nó y như là bàn đề vậy đó ngang là ngồi xuống phân tích coi là giấc mơ vậy, vậy là làm sao thì bắt đầu là mới biết ra được lúc đó khi mà suy nghĩ kỹ rồi mới biết ra được á là bây giờ đơn giản thôi ngọc nó bị trên đó cộng thêm cái chuyện mà trên đó người ta nó bị mai dắt rồi cái ông chú nó, nó bị tai nạn này nọ đó kia thì bây giờ đã khẳng định là ngọc nó chưa về nhà 49 ngày tan mà ma chay chôn cất gì nó chưa có về xác nó nằm ở đó thôi bài vị nằm đó thôi mà hồn vẫn còn ở định quán đó nên bây giờ đó là mình phải làm cách nào đó mình liên hệ với cha mẹ nội đồ cha mẹ nó cũng khó khăn thôi thì bây giờ mình cũng hùng tiền vô lại để mà kêu kiểu như là cũng trai tăng tại vì lúc đó là bạn này bạn không hề biết những cái việc đó nha thì không biết là bên đạo cao đài thì cũng có cái việc mà ra ừ là kêu vong về nhưng mà cái thủ tục tất cả mọi thứ là nó khác nó khác bên đạo phật hoàn toàn ha nên á Thì bây giờ bạn chỉ biết bạn gọi <laughs> Lúc đó là bạn gọi liền Lúc đó là cái ngày 50 nha Bữa, trước là 49 Bữa sau là 50 của Ngọc á Là mới gọi là Ờ ừ, bác ơi bác có thời gian Con nói bác vàng dày Mới kể ừ là gặp ma sao sao Một cái cuộc điện thoại nó dài nửa tiếng đồng hồ Gặp ma sao sao Vậy vậy rồi hôm qua Ngọc nó kêu con Vậy con mới gọi cho bác Con mới biết 49 ngày rồi, ừ là tối con về nhà Nằm mơ sao 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 Kể ra hết đó thì tóm gọn lại là, là bây giờ bác ơi thôi bây giờ á bác bên đạo phật ngọc đó có con không có biết nhưng mà ngọc muốn nói cũng biết là bác đạo phật ha thì bây giờ đó là bác có quen những sư thầy trên đó hôn thì kêu thầy tới chỗ định quán nó tới cái chỗ mà ngọc mất á là kêu hồn nó về đi bởi vì hồn ngọc nó còn trên đó đó phải kêu hồn nó về đi này nọ nọ kim à thì rồi cái lúc đó bắt đầu khi mà nói như vậy thì cái, cái, cái người mẹ kia họ cũng khóc họ khóc họ khóc chút xíu hỏi vụ gì hỏi hỏi hồi họ mới nói là không có tiền cũng đã đi hỏi rồi cũng lên trên chùa hỏi người này người kia rồi thì tổng cái chi phí mà trà nước để mà kêu thầy tới rồi mướn xe du lịch không lẽ giờ kêu sư thầy vậy chạy xe ông đa cầm cái cầm cái mỏ tụng tụng như chạy ngoài đường người kêu ai nghe đúng không phải phải đi xe này nọ đồ túng đó rồi cũng kêu về như vậy là chọn gói như vậy là tới lúc đó là như là ba mươi mấy triệu đã từ Đà Lạt mà tới Định Quán kêu về như vậy là ba mươi mấy triệu à thì bắt đầu á là cái, cái người, người mẹ này mới nói đó là bữa đám ma đó người ta tới người ta phúng điếu thì cũng trang trải tiền đám ma cũng hết rồi cũng dư được có chút đỉnh để mà ừ, là làm mồ mã rồi thôi đấy nhưng ngày hôm qua 49 ngày người ta tới người ta lại phúng điếu thêm một lần nữa tại vì thường 49 ngày là là không phúng điếu rồi nha đó nhưng mà hôm nay cũng là phúng điếu thêm một lần nữa thì cũng có dư đâu cũng được khoảng cỡ gần một chục triệu đã gần 10 triệu đó rồi bắt đầu tính tới tính luôn lúc đó thì cũng tóm gọn là bạn phú là bạn cũng đi hỏi mượn rồi bạn bè cũng gom góp lại đó là ông cái ông chủ cái tiệm điện thoại di động đó là cũng góp vô luôn thì tổng cộng đâu là khoảng cỡ gần hai mươi mấy gần ba mươi triệu chỉ còn thiếu có vài triệu thôi đã cái rồi sau đó bắt đầu là nguyên một nhóm mới đại diện là có bạn phú với hai bạn nữa mới đại diện lên trên đó cũng đưa tiền rồi mượn thêm bù vô cho đủ rồi kêu sư thầy rồi bắt đầu là đó là mới xảy ra cái việc ừ, là tới chỗ định quán đó để mà kêu hồn về thì cái chỉ có ông cái người sư thầy và mẹ bạn ngọc và một vài người lớn mới được ngồi trên chiếc xe hơi thôi còn lại là đi xe máy hết bạn bè phú này nọ rồi đi xe máy hết đó thì mới đi tới đó thì khi mà đi tới đó tới đúng cái chỗ mà ngọc xảy ra tai nạn lúc khoảng lúc đó cũng chiều chiều mọi người đó tới đó sư thầy tụng như vậy thì cái ông mà hôm bữa mà kêu bạn phú ở xích tới chút đó cái ông mà dân mà ở đỉnh quán đó ổng cũng tới mà ổng đứng đó ông dòm cũng chấp ta sư đức ông dòm dòm cái ông nhìn nhìn cái bắt đầu ông thấy thằng phú nó thằng này nè thằng này bữa bữa nói chuyện với mày mà dũng bạn mày chết đi hả ủa sao hay vậy Sao đến nay ngày gì mà sao cơ tới trục đông rồi Đó thì bạn cố bạn cũng kể lại Thì khi mà kể lại ông này ông nói Ừ thôi làm vậy đúng rồi Trời ơi từ cái bữa mà tao gặp mày Tao nói cho mày nghe đó nghe Tới giờ là mấy vụ nữa con ơi mấy vụ mà nghe kể này nọ đồ tại vì có những người á người ta tới đó đi đêm đi hôm mọi người á người ta gặp cái người ta sợ quá người ta ghé đại vô trong quán nước đó người ta nói kể lại á là đi ngang cái thấy rõ ràng nguyên một cái hiện trường một nguyên một cái hiện trường mà tai nạn xảy ra rồi thấy cô gái nằm dưới đất rồi máu me bê bết người ta thấy người ta tội quá đi nó ủa sao kỳ vậy tấp xe vô lề mở cửa xe bước xuống thì không thấy gì nữa đó rồi cũng có những người đi ngang cái diện thấy bên đường mình đi từ sài gòn lên đà lạt thì thấy rõ ràng cái tuyến đường bên kia mà đà lạt về sài gòn đó là có một cô gái mặc đồ cũng bình thường đội nó mạo hiểm này nọ luôn nha mà không thấy xe đâu đứng ở đó ngoắt mắc ngoắt mắt à, thôi thấy tội quá tấp lại hỏi tính đi đâu thì cũng mở thắng xe lại mở kiến xe nhìn ra thì lại không thấy đâu đã rất là nhiều người ta kể lại luôn Nên thành ra khi mà Sư thầy tới đó để mà trụng Tụng kinh cầu siêu để mà dẫn hồn về Là những người dân ở đó người ta bu lại rất là đông Bu lại rất là đông luôn Người ta nói ờ thôi nên tốt nhất nên làm vậy đi Tại vì không biết sao mà Ngọc Linh Thiên Quá nó quậy phá người này quậy phá người kia Rất là nhiều Đó mà người ta thì trai chung không ai khóc Không ai mà tự nhiên bỏ tiền ra cúng giùm đâu Nên cứ để như vậy hoài Bây giờ có người cúng là người ta rất là mừng nha mọi người À, rồi thêm một phần nho nhỏ nữa câu chuyện hôm nay nó cũng có là nhiều cái tiết dài là lúc mà tụng xong sư thầy nói á, là lúc bình thường á, là tụng cái như vậy á, là nó sẽ bao gồm khoảng cỡ 4 tiếng đồng hồ à là tụng liên tục nha mọi người nha tụng liên tục liên tục liên tục liên tục như vậy đó là chỉ ngưng lại vài nhịp để mình nhấp miếng nước sư thầy đó nhấp miếng nước nhấp miếng nước thôi nha 4 tiếng liên tục nhưng cái lần này nó ngang là phải là 6 tiếng phải 6 tiếng đồng hồ cho tới chiều tối mịt luôn mới xong là bởi vì sư thầy nói không đơn giản là bạn Ngọc này bạn chạy tới đây bạn bị tai nạn bạn mất tại đây thì không nói đi nhưng mà do là bạn đang bị kiểu như là bạn bị bắt kiểu như bạn bị bắt nhốt ở đây à sư thầy nói là họ bị bắt nhốt bị người bị những cái vong vía ở đây rồi bắt nhốt ở đây để mà chọc người này người kia nhầm cái việc mà thế mạng cho những cái người đã mất trước đó chứ không phải là Ngọc mà nó bắt ví dụ như người ta chết rồi là được thế mạng không có ngọc thù người này người kia cho người dụ như người ta gây tai nạn người ta mất á thì cái người được thế mạng là cái vong trước đó nữa cái vong mà đang kiểu như là giam giữ ngọc ở đó bắt nhốt ngọc ở đó à nó thành ra là phải kiểu như là phải tụng kinh sư thầy nói là phải phải kiểu như là phải nói chuyện với họ nữa phải yêu cầu họ phải ừ là buông tha cho ngọc để mà mình dẫn hộ ngọc về ở trên chùa ở trên đà lạt nữa à là thành ra là nó phải rất là lâu như vậy thì nói tới đó có nghĩa là cái việc mà ngọc nó chạy lên bảo lộc xong rồi nó không biết nó bị cái gì nó chạy ngược trở về đây rồi nó bị dắt vòng vòng ở định quán này là có thiệt chứ không phải là một cái lời đồn như mà hồi nãy mình kể mọi người là có thiệt nhưng mà cái vong vía là 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 họ là thần thánh hay là họ ma quỷ phương nào thì không biết luôn tại vì sư thầy họ không có nói họ chỉ nói là bây giờ là phải phải và phải phải nói chuyện với họ phải cúng kiến lên là phải giao dịch với họ để mà mới kiểu như là giật lại giật lại cái hồn của ngọc để mà đưa ngọc lên đà lạt chứ nếu mà cúng mà kiểu như là trục hồn trục vong không thì cũng không có được nữa đó là cái câu chuyện nó nghiêm trọng tới nỗi như vậy luôn ha mọi người em đó thì tới đâu khoảng cỡ 11 giờ đêm á lúc đó bắt đầu là mới về đến chùa tại vì nó lâu quá mà à, và kiểu như xa xôi cách trở đi lý nữa mới về đến chùa rồi rồi sau đó bắt đầu là bạn này bạn mới ngủ ngủ khách sạn là lạc đêm đó rồi bắt đầu qua hôm sau để bắt đầu nguyên nhóm cũng đi chơi giống như là cái đi chơi ở đây không phải là ờ là là, 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 nhân dịp cũng vậy chuyện buồn mà ai đi chơi nhưng mà giống như cái việc à mà mình đã giúp được cho Ngọc như vậy thì làm cho nguyên một nhóm giống như là được giải tỏa đi, giống như là mình mừng á, mình mừng là mình đã giúp được Ngọc như vậy nguyên đã mới quyết định là sẽ ở Đà Lạt một hai ngày nữa rồi sau đó bắt đầu mới về Sài Gòn để mà giống như là đi tiếp tục làm việc này nọ nọ kia, đã và thật sự là cho đến bây giờ luôn không còn ai thấy bà Ngọc hiện về lâu lâu cũng có gọi điện lên hỏi thăm ba mẹ Ngọc cũng không luôn, cũng không hiện về một lần nào luôn thì cả nhóm mà ngay cả ba mẹ ngọc luôn đều tin tưởng bạn ngọc bây giờ đã được ở trong chùa để mà tu tập ở trong đó rồi ha mọi người ha à rồi thì cái câu chuyện nó cũng đã khép lại ở đây luôn một câu chuyện nó rất hay nó rất cảm động và nó cũng khá là kinh dị kinh dị nhất cái cái điểm mà gọi linh đinh nhất ghê nhất là cái chỗ mà ở trong phòng kho mà ông quang đó ông gặp thì cái đó là khá là ghê mọi người ha à nhưng mà ngoài ra thì nó cũng có những cái câu chuyện nó có những cái điều về tâm linh nó cũng rất là hay ha thôi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha bây giờ bây giờ là mình sẽ chưa hết chuyện chưa hết chuyện đâu sẽ qua đến câu chuyện tiếp theo lâu lâu có một câu chuyện dài kể quên tới mình lui thì rồi trước khi qua câu chuyện tiếp theo cho mình phép cho phép mình làm một cái nhiệm vụ cái đảm sáng nay mình cũng tâm sự với mọi người á là sáng nay nãy vợ chồng mình á là có đi xe đi nhật thì vợ mình ngồi buồn buồn thì mình cũng hỏi vụ gì nói, nói, nói bắt đầu vợ mình mới nói ừ thôi chồng lên gắn <laughs> quảng cáo không sao để mà cho khán giả người ta mua hàng tại vì sao mà bánh tới giờ đồ bán cũng hơi chậm Nên là kiểu kiểu như vậy nghe mọi người ha đó thì cũng buồn buồn như đó rồi bây giờ mình cũng nói bây giờ nói sao giờ thì cũng quảng cáo hết ý vậy thôi mình có sao mình tại vì uh, mình bán sao thì mình nói như vậy khán giả thương người ta mua ha. Nên thôi rồi bây giờ là mình phải làm trách nhiệm để cho vợ mình đỡ buồn á mọi người nha. À thôi bây giờ là mình sẽ quảng cáo cái món uh, da cá đi. À da cá da cá trứng muối mọi người đây là một cái món cũng rất là trứ danh luôn nha mọi người nha. Mọi người có thể là mua về ăn nhậu mà con nít ăn trời, cái này con nít ăn nó rất là khoái luôn nha, thậm chí bé bơ con mình nó hơi cay chút xíu nhưng bé bơ con mình ăn còn được đó mà má mình cũng thích luôn thì mọi người tưởng tượng đi má mình là bà nội hai cái độ tuổi đó cách biệt nhau như vậy xa như vậy đó mà đều thích chung một cái món này nên đây là một cái món nó rất là dễ ăn mọi người nhậu cũng được ăn vặt coi phim cũng được mà nói chung là buồn buồn chạy xe đi làm nhai nhai mấy miếng nó cũng rất là ok luôn đó đồ ăn vặt nó phải là như vậy mọi người ha đó thì một cái giá hình như mình nhớ một cái hũ này đó là giá là 125 trăm hai nhưng Mọi người mua một hũ ăn sẽ không đủ đâu thì mọi người nên mua hai hũ đi. Hai hũ giá nó còn có 200 000 thôi. Đó, và da cá chất lượng và trứng muối nó cũng rất là chất lượng luôn nha mọi người nha nên mua hai hũ giá sẽ rẻ hơn rất nhiều tiết kiệm tận 50.000 ngàn lượng nha đã rồi có thể là vào trong trang ăn vặt vũ mập com nè à, shopee vn nè hoặc là lazada nọ nè để mà đặt hàng giúp mình ha đó thì đó thì mình cũng làm nhiệm vụ mọi người ha đó có vợ mình nó coi thì mình cũng quảng cáo rồi đúng không ta nói hết lời hết ngay vợ rồi ừ, khán giả anh ta vui không là chuyện của ông ta <laughs> tự nhiên cái khán uh, giả không mua cái uh, trách vũ mập không quảng cáo đâu được đúng không mọi người ha <laughs> Thôi rồi, à, đây. Rồi, à, cảm ơn cây cả nhà rất là nhiều ha bây giờ mình sẽ qua đến uh, cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay thì câu chuyện cuối cùng này á là một cái câu chuyện tâm linh liên quan đến cái đạo mà bạn này và gia đình của bạn đang đang theo và tu tập ha. Thì nếu mọi người có để ý đến đây thì mọi người cũng đã biết được bạn này là bạn trên bên đạo đạo Cao Đài mọi người. Thì câu chuyện này là được mẹ của bạn kể lại và xảy ra vào năm 2008. Lúc đó thì bạn này bạn cũng còn nhỏ mà không có chứng kiến mà chỉ được nghe kể thôi thì uh, mẹ có nói đó khi mà do, do, giống như là bên đạo Phật của mình là sẽ có những cái người Phật tử rồi à uh, bên 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 đạo chúa thì có là cái gì mình thì mình thì mình không có đành, mọi người nhắc nhở giúp mình ha thì uh, ở bên đạo Cao Đài cũng có những người như vậy gọi là đạo hữu à thì những người đó người ta tới cũng hay à, cũng hay tới thánh thất rồi giúp làm này làm kia cũng cũng có là ngồi nói chuyện chơi với nhau như vậy thì cũng có thân tình em thì mẹ có biết được á là có một cái cô kia cô đó là cổ cổ lớn tuổi hơn mẹ nha lớn lớn tuổi hơn mẹ tới tận mười mấy tuổi thì có một cái người con một cái một cái người con gái lúc đó thì năm đó cũng gần 30 mươi rồi có nghĩa là con gái của cái cô đó còn lớn tuổi hơn cả bạn phú và thậm chí là cả mình nữa thì tới hơn giai đoạn mà hơn 30 thì bắt đầu là có bị một cái căn bệnh ung thư một cái căn bệnh nó rất là nặng như vậy à, rồi cũng đi hóa trị xạ trị tất cả mọi thứ thì cũng đều không được luôn sức khỏe thì càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu rồi cho tới khi mà bệnh viện người ta trả về là coi là thôi thớp thôi thớp là ốm lắm mọi người ơi ốm yếu này nọ lắm ha không có đi đứng gì được luôn mà tiêu tiểu tại chỗ mà mới đưa về nhà thì lúc đó thì ở nhà cũng rất là lo nhưng mà cái này thì cũng đã biết trước rồi nên vì là con của đạo cao đài nên thành ra là có một đứa con sắp mất như vậy cái người mẹ cũng lên trên 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 thánh thất á ờ là cũng nói ừ là cũng dặn dò những cái thì bên phật gọi là phật sự thì mà đạo cao đài thì gọi là cái gì thì mình cũng không có rõ nữa đó là một cái khuyết khuyết điểm của mình ha mình không có hiểu quá nhiều về những cái đạo giáo khác nhau Um, thì là cũng lên cũng là, à, là để tới đó thì cũng là mai chay là làm mày làm nọ cho gửi vào thánh thất này nọ nọ kim à, thì cứ như sắp xếp sắp xếp này nọ đổ trong đó cả thì bắt đầu là chỉ nôm na như vậy nè chỉ tới khi đó mà bạn này bạn mất đi cái bạn con con gái đó mà mất đi vừa tắt thở thôi thì ở nhà cũng bắt đầu là giống như gọi là tẩm liệm gì đó là bắt đầu là cũng sẽ đưa đưa thẳng lên trên thánh thất luôn và sau đó là sẽ làm mai chay trên này luôn à, là nôm na nó là như vậy ha thì vào cái lúc đó, cái buổi hôm đó là cái ngày rất yếu rồi à, mặc dù là bác sĩ người ta chê người ta trả về bệnh viện trả về nhưng có những người bác sĩ người ta cũng thường hay tới lui túc trực như vậy thì có người bác sĩ mới nói thôi chắc là từ đây cho đến tối đó là bạn này bạn sẽ ra đi đó nên người nhà cũng coi là coi như lo tan gia hậu sự đi lúc này là coi như người nhà hầu như không còn ai mà gọi là khóc lóc ghê gớm nữa tại vì biết trước hết rồi buồn thì chỉ buồn như vậy thôi nhưng mà mọi người tin không tới tầm độ khoảng cỡ 4 giờ chiều hôm đó là cả nhà ta nói là giống như là ai cũng rất là sợ chứ không phải là nha, không phải là mừng nha mà gọi là sợ mà điếng hồn luôn cả nhà đang ngồi như vậy cũng đang tính đến bây giờ sao giờ kiểu vô tình hay trong vòng khoảng cỡ lúc đó thì người nhà luôn thân cận kế bên các bạn này cũng ngồi kế bên cũng mở kinh cho nghe rồi cũng vuốt tay vuốt chân lao tay lao chân chuẩn bị những cái giây phút những cái giây phút cuối đời Đấy là không kiểu như là trong vòng khoảng cỡ 5 phút chỉ có 5 phút đồng hồ lúc đó là do là khách khứa này nọ rồi có tới thì cũng là cũng ra cũng chào hỏi là cũng ngưng 5 phút rồi để quay trở vô tiếp tục ngồi kế bên lao tay bóp tay bóp chân cho bạn này chỉ 5 phút đồng hồ thôi khách khứa quan khách này nọ đồ người ta đang tới rồi ha đó chuẩn bị cũng mặc đồ lúc đó hình như là bên đó câu đài là có mặc áo dài trắng là coi như bây giờ là vừa tắt thở thôi là sẽ sắp xếp để đưa lên trên lên thánh thất liền đó đang sắp xếp vô đây thì lúc đó nha đang ngồi cũng nói chuyện qua lại này nội đồ thì tự nhiên cái bạn này nè à thì bây giờ mình kêu bạn bạn không có tên mình khó kể quá à, thì mình đặt tên bạn loan đi mình kêu đại một cái bạn tên loan đi ha <laughs> thì bạn loan á đang ngồi nói chuyện như là, bạn, bạn loan bạn tự nhiên bạn bước đi ra thấy rõ ràng bạn bước đi ra như vậy bạn đi vô bắt đầu là bạn đi vô nhà vệ sinh nha đó đi vô nhà vệ sinh bắt đầu là đóng cửa lại thì Lúc đó ai cũng đơ người nữa Ủa Sao Lon nó khỏe lại kìa Lúc đó ba, ba mẹ cũng không tin luôn đó. Gì kỳ vậy ta Sao sao nó, nó, mệt nó yếu lắm rồi mà nó kỳ vậy Thì không có ai dám Cũng cũng lại kế bên Cũng đứng kế bên nhà tắm như vậy Xong bắt đầu nó đi ra Thì khi mà đi ra đó là bạn Loan này Bạn tự thay đồ nha tự thay một cái bộ đồ khác tại vì mình biết mà những người bệnh thì thường là một cái bộ đồ mặc chừng vài tiếng nữa là nó sẽ bốc mùi liền tại vì bệnh thì thường họ sẽ phát ra những cái bộ hôi họ rất là hôi kiểu như vậy đó thay một cái bộ đồ khác thơm tho sạch sẽ hơn đi ra mà đi tướng đi này nọ đồ cũng rất là khỏe mạnh bình thường mọi người ấy, không có gì mà dấu hiệu bệnh tật hết trơn ở đây ai cũng đơn người. bắt đầu là ba mẹ nói ờ, ờ, lon con ờ, sao con đi được vậy con con thấy trong người sao rồi đã thì bắt đầu bạn loan là bạn mới trả lời cho mày nè đi 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 coi đi 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 để trễ mà nói chuyện vậy đó mà nói chuyện ngang xương nha đi đâu con đi con 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 muốn đi đâu con 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 muốn đi đâu thì ở nhà tính uh, cho tôi đâu đó tính rồi đó thì giờ đi 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 lên trển đi 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 lên trển thì từ ngày hôm mấy bữa nay là chỉ tính là tính gì mình đã nói rồi khi nào mà bạn lon này bạn tắt thở là đưa lên trên thánh thất thì bây giờ cái cái bây giờ người nhà đang chuẩn bị lên trên thánh thất thì bắt đầu ba mẹ nói ủa là con tính lên trên lên thánh thất hả nó ờ ừ trên đó đó mà không hiểu sao nha, bạn lon là bạn không có dám dùng cái từ gọi là thánh thất ừ là dùng cái từ đạo cao đài hay là dùng những cái từ về thần phật này nọ không, không 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 dám nói đến những cái từ đó ờ ừ, đúng rồi đó đi đi lên trên đó đi 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 lên trên đó nè rồi sửa soạn đồ xong rồi xong rồi đi 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 thì lúc đó là có một cái điều nó là mâu thuẫn như vậy nè bạn lon này chưa chết mà đi đâu rõ ràng không đó là đó đó là khi nào tắt thở mới đi còn bây giờ là đang thở đang đứng nói chuyện bình thường sao đi thì không lẽ giờ mẹ mà nói vậy mẹ ổ con ơi con chưa chết mà sao đi được không lẽ giờ nói vậy đâu được thì cái người mẹ đó mới nói chưa con ơi chưa chưa có đi con 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 còn sống mà ừ là con còn khỏe mạnh vậy là mẹ mừng lắm á đi lên trên đó chị con thôi đi 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 sửa soạn xong hết rồi đi lên trển đi đi liền đi liền để không kịp đi liền đi liền để không kịp mà hối hả này nọ dữ lắm thì người nhà mới nói nhau trời ơi đâu có phải là chết rồi mới đi thì bây giờ nhỏ nó mừng, nó sống mừng vậy rồi bây giờ là chắc là do là những vị thánh thần này nọ đồ ở trên ở bên đạo người ta phù hộ sao nó mới khỏe mạnh vậy thì ý là chắc là lon nó muốn nó lên trên trển để nó tạ lễ đó à, nó, nó nó tạ lễ trời ơi, vậy là mừng lắm rồi thôi bây giờ mình cũng lên trên đó nhưng lên không phải vì lý do mạng lon chết mà vì lý do là bây giờ là lon nó sống rồi à nó hồi dương nó sống mình lên trên đó mình hấp nhang mình à, mình tạ ơn này nọ đồ trên đó cũng được rồi à cũng đi rồi bắt đầu là cũng đi rồi nọ ha thì cũng để những cái bộ đồ nào mà liên quan đến tan tóc này nọ để nhà hết thì người nhà bắt đầu mới kéo nhau đi lên trên đó thì um, khi mà bước đi vô trong đó như vậy đó thì cái lúc đó khi mà tới được thánh thất bước vô trong rồi thì bắt đầu là bạn lon này bắt đầu là bạn khi mà bạn giống như là càng ngày càng yếu yếu từ từ trên xe gần tới yếu từ, từ thì đi bắt đầu là tới xe là không đi nổi rồi à người nhà cũng phải kè kè vô mà bạn này bạn lẩm bẩm bạn nói nói cái gì á bạn cứ lẩm bẩm lẩm bẩm nói 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 lẩm lẩm cho mộng nè mẹ nói con nói gì con nói lớn con nói lớn lớn cho mẹ nghe con muốn gì con cần gì mà không trả lời nha mà cứ cứ nói cái gì trong họng nó không nghe được đó thì khi mà bước vô lúc đó đó là có một cái người ở trong này cái vị này á là có một cái phẩm hàm giáo sư này theo như bạn bằng phú đã bạn nói như vậy là một cái một cái phẩm ở trong đạo cao đài gọi là phẩm phẩm vị chức vị đó mọi người ha là nôm na là như vậy là tương đó là cũng cao thì uh, lúc đó thì cái người này họ không có biết câu chuyện họ cũng đi ra họ nói bây giờ đợi rồi nghe nói là đợi khi nào mà loan tắt thở là mình đưa lên như lúc đầu ha mà sao bây giờ đi vô thấy cũng đi đứng này nọ đồ rồi cũng lẩm bẩm gì đó thì khi mà cái vị này tới gần như vậy thì cái vị này giật mình bắt đầu lùi lại hai ba bước đó thì bắt đầu là cái vị này mặt biến sắc liền mới mặt biến sắc liền bắt đầu là mới dòm 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 bắt đầu ba bắt đầu ba mẹ nói trời ơi mừng quá Ở bây giờ là con tôi vậy vậy đó vị ơi kiểu gì ờ là khỏe mạnh này nọ đồ thì cái vị đó mới lắc đầu nhiều thôi đưa vô trồng chánh điện đi Nó có gì kỳ trời con mình sống vậy mình mừng vậy đó mình lên thông báo Và đáng lẽ là cái vị này phải mừng, phải chia vui với mình chứ tại sao cái gương mặt thì lại biến sắc mà mà cái giọng mà kêu đưa vào trong trong chánh điện mà cái giọng có vẻ như là rất là bùi ngùi nha. Thôi, đưa vô trong chánh điện đi. Đó cái giọng bùi ngùi lắm. Thì cũng thôi cũng nghe như vậy cũng đưa vô đó thì khi mà đưa vô đó cái bắt đầu á nha là bạn lo bạn đẩy người này người kia ra bắt đầu là mới quỳ xuống bắt đầu là mới lại mọi người. Đó, mà mà không phải là quỳ xuống mà kiểu như là ngã nhào xuống nằm bẹp xuống như vậy nè, chứ mọi người tưởng tượng không? Đó chứ phải là quỳ thẳng đứng nha mà nằm bẹp, người nằm trên, nằm kiểu như nằm sải lai cái người xuống như nè. Mới đầu là mới lại 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 như vậy. Đó một cái hành động nó rất là kỳ cục luôn thì lúc đó cái vị đó họ mới nói tại sao? À họ mới đứng rồi nói. Tại sao à? Sao mà bây giờ đó người ta đã mất như vậy rồi mà còn lấy cái xác của người ta để làm cái gì? À trời ơi, khi mà hỏi cái câu đó là người nhà đó là bàn hoàng hết trơn. Mà bàn hoàng gấp 10 lần nữa thì khi mà cái vị đó họ vừa lên tiếng họ hỏi như vậy thì bắt đầu là bạn Loan bạn sững cái người vậy liền bạn bạn kiểu như là bạn đang nằm sắp bạn lại mà bạn sực cái người và bạn đứng thẳng cái người mà nó y như rắn hủng mang vậy nó ngang đứng thẳng cái người như vậy mà bắt đầu là mấy cái mặt thì nhìn lên trên cái, cái 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 cái, cái, tượng ngang nhưng mà lại trả lời như vậy nè phải làm vậy á tôi mới được đi vô đây đã là vừa nói xong cái câu đó là bắt đầu là ngã té té nhào ngã ngang cái ạch ra như vậy luôn thì người nhà chạy lại đỡ là tắt thở rồi mọi người đó một cái, cái, cái sự việc nó rất là hy hữu mà hiếm gặp như vậy không ai giải thích không ai biết được cái gì cả đó thì cái vị này chỉ nói thôi bây giờ nè chuẩn bị đi đó y như kế hoạch cũ là bây giờ là loan mất rồi loan tắt thở rồi y như cũ đồ tan rồi lên đi làm đám tan xong hết đi còn cái việc đó từ từ mình tính sao đó trời tôi nói nha, người nhà là tội nghiệp nhất nào là đang buồn xong bắt đầu con mình sống vậy thì đang vui vui lên tới đây thì đùng một cái thì lại giống như là là cả bầu trời sụp đổ thì lại buồn xuống như vậy đó nhưng mà thôi bây giờ cũng kiểu như là nghĩa tử là nghĩa tận mà cũng lo cho cái tan gia của con mình cho chú đáo đó thì là y như kế hoạch cũ làm tan gia này nọ đổ trên đây đó lúc đó là mẹ của bạn phú gửi chuyện là mẹ bạn phú là cũng đi theo em à, đi theo cũng hỗ trợ giúp đỡ nào nào kia ha thì sau đó rồi đương nhiên lúc đó xong hết đám tang rồi thì cái người cái vị đó họ mới nói họ mới nói à là đây á, là một cái người cái cái người mà đã nhập vô bạn loan á, là trước đó là đã từng theo đạo cao đài nhưng mà không biết là vì một cái lý do gì đó bất mãn chán trường gì đó đó bắt đầu là mới rời khỏi đạo cao đài và không đi theo một cái đạo nào nữa à có nghĩa là thành một cái người kiểu như là vô thần luôn không có theo một cái đạo nào nữa trơn á à thì bắt đầu rồi sau đó thì bắt đầu là tới những cái ngày kiểu như những cái ngày mà sắp mất á những cái ngày mà sắp mất bắt đầu lại cái tâm lại hướng về đạo cao đài nhưng không còn ai hỗ trợ nữa à giống như là xa xứ kiểu kiểu như vậy mà không còn ai hỗ trợ để mà ờ à, là làm một cái đám tang của đạo cao đài nào đó kia đó nên khi mà mất như vậy thì là cái vong hồn vẫn hướng về cái đạo cao đài đó nhưng mà không còn cách nào đi vô được tại vì nó phải là nó ví dụ như dông muốn vô chùa nó phải vô một người phải có là thư thầy tụng niệm dẫn dắt này nọ đồ vô mới vô được chứ đâu phải là muốn vô là vô đã nên thành ra đó là đợi chờ đợi chờ như vậy bắt đầu là mới biết được à là nhà của bạn Loan có một đứa con bạn Loan này là sắp mất như vậy mà nhà lại kiểu như là theo đạo cao đài từ xưa đến giờ luôn thì vong hồn nó họ mới tới họ canh à thì trong 5 phút trong 5 phút đồng hồ mà khi người nhà để bạn Loan nằm đó cũng là 5 phút cuối cùng của bạn Loan luôn, bạn Loan đã mất và kiểu như là cũng khá là đau, đau buồn ha. Đó thì cái vòng này họ thấy rồi bắt đầu là họ vào trong đó bắt đầu là họ họ cướp cái xác liền. Đó để mà họ họ chạy lên, họ đổi lớp mọi người, giống như là là họ cái hồ mà đổi lớp bạn Loan như vậy thì họ sẽ rất là dễ dàng người nhà họ sẽ đưa vào trong cái cái đạo cao trong cái thánh thất này. Đó thì sau đó cái vị đó họ phát hiện ra đó mới lẹ lẹ thì cái vị đó họ biết rồi họ nhìn như vậy họ biết nhưng mà thôi họ nói bây giờ thôi nếu bây giờ là thánh thần ma quỷ gì đó cỡ nào cỡ đưa vô trong thánh đất ở đưa vô trong cái à, chánh điện là cỡ nào cỡ mà không xuất ra đúng không đó nhưng khi vào đó quỳ lại như vậy bắt đầu là cái vị này họ biết liền à, chắc có chắc chắn là cái cái vong này đã từng là đạo cao đài nên mới vào trong chánh điện như vậy mà không có bị đẩy ra à khi mà hỏi ra là y chang à chỉ còn cách đó thì tôi mới vào trong đây được À, là sau đó là bắt đầu là ngã xỉu luôn rồi sau đó cái vị đó đó họ chỉ kể là nghe như vậy thôi đó nhưng mà họ họ nói là họ đã nói chuyện được với cái người luôn biết tên biết tuổi là biết được quá khứ là đã từng là đạo cao đài nhưng bất mãn sao sao họ biết được hết à, nhưng mà họ không có kiểu như là không có nói thêm nữa thì họ nói là bây giờ xong đám tang rồi thì thôi đi đó còn cái việc về cái người đó 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 là một người đàn ông nha mọi người nha à, cái người đó họ bật mí là một người đàn ông còn cái người đó thì bây giờ giống như là họ sẽ phải làm lại từ đầu giống như những người nào giống như là là những người mà mới xuất gia hay là mình mới làm Phật tử hay làm mình mới vào trong nhà thờ mình làm những người trong nhà thờ đó là phải tu tập lại từ đầu và sẽ có một cái khu vực riêng dành cho những cái vong hồn giống như vậy những vong hồn lạc lối giống như vậy đã và cái vị đó họ sẽ đứng ra họ sẽ tu tập này nọ đồ để cho những cái người đó À, thì sau đó thì từ từ rồi cũng không còn ai uh, nhắc đến nữa luôn ha mọi người ha còn về cái vấn đề của bạn Loan kia thì vong hồn của bạn Loan vẫn được về thánh thất này nọ đều như bình thường chỉ như là không có chuyện gì xảy ra cả không thay đổi gì cả chỉ có một cái là cái vong đó họ chỉ mượn họ chỉ mượn sát một chút để mà họ đổi lớp họ đi được vào trong cái uh, thánh thất này thôi ha mọi người ha à, rồi thì đó đó là cái câu chuyện à, cuối cùng ngày hôm nay mọi người một câu chuyện này nó ma cỏ nó cũng không có quá nhiều nó tâm linh nhưng mà cũng sẽ cho mọi người biết thêm về cái đạo cao đạo mình tin rằng mình biết rằng trong kênh của mình có rất là nhiều bạn mình nghĩ là những người lớn tuổi thì chắc là sẽ biết nha nhưng mà những người mà nhỏ nhỏ cỡ tuổi mình đổ lại sao đó nó không có biết đâu nó ừ là cái chùa là cái chùa bột mắt những cái gì, những cái thánh thất mọi người thì thường là có những kiểu như là một mắt này nọ đó đó mãi mình 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 nói một người nhân mãi cho tới khoảng khoảng cỡ chừng bốn năm năm trở lại đây thì mình mới biết thôi đó, thì những người nó sẽ không biết đạo cao đài là gì À thì qua cái câu chuyện này mọi người sẽ biết thêm được một cái đạo, một cái đạo giáo ở Việt Nam mình. Thì mình không có thời gian để mình có thể giải thích rõ nhưng mà mọi người có thể là lên trên uh, lên trên Google và bấm đạo cao Đài để mọi người sẽ học thêm, mọi người sẽ biết được nhiều thêm cái thông tin về đạo giáo này. Một cái đạo giáo mà sẽ có những cái việc tâm linh, những cái uh, này nọ đó kia đó cũng rất là hay luôn ha mọi người ha. Điển hình là câu chuyện này, một cái câu chuyện rất là hay, một vong hồn lạc lối nhưng bằng mọi cách có thể là quay về đạo của mình dù đã mất rồi ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Đừng quên nhớ mua ủng hộ tôi cái đi để vợ tôi nhăn nhó tôi hoài. <laughs> mệt lắm. Đã, đã mình kể chuyện mình mệt rồi mà lỡ bán ấy ngày ngày cũng nhăn nhó rồi. Nói giỡn thôi chứ mất còn người chửi vợ mình nha. Chọc, chọc chọc chơi thôi mọi người có thể là mua hàng ủng hộ hai vợ chồng mình. Rất là cảm ơn luôn ha mọi người ha. Rồi, với mặt xin chào tất cả mọi người nha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.